Ừ, mà cái viên này bao nhiêu? Cắt được 1,5 cân. Thì bán giỏi được khoảng 1,2. Đấy là gọi là lành tít. Mà gọi là bán cho khách nước ngoài qua đó. Bây giờ là 3:30. Và ngày hôm nay thì hai anh em chúng tôi trong cái hành trình để đi tìm những cái viên hàng đẹp thì sẽ xuống cái khu vực bãi chân, vừa là quay cho mọi người xem cái cảnh mua bán hàng ngày của người dân làm đá quý. Thì hiện tại bây giờ là cũng có một nhóm thợ xuống rồi. Bây giờ anh em mình sẽ sang bên kia để xem hàng nhỉ. Đây, đây. À, ý là nó là quay vòng tiền đấy à? À, đó là cho con xem nào. Anh em mình ra xem có gì nào. Thế cái này là bà vừa mua rồi đấy? Ừ, vừa mua đấy. Một cái này? Bắt đi tôi. Viên này 2,5 triệu. Viên này 2,5 triệu. À, lạc tinh. 2 triệu. Một củ khoai, một củ khoai. Không, củ khoai nữa. Rồi, một củ. Không, bà. Muốn 2 triệu bà. À, hai luôn này bao nhiêu bà? Củ khoai. Củ khoai. Thôi để con sang tiền luôn. Con đang thích cái hàng tạc này. Nhưng mà giả bao nhiêu? Củ khoai. À không mà, 2 triệu mà. 1 triệu 2 là bán được rồi. Quay bao nhiêu lần cái gì đấy? Ấy mình mấy cái ông ở trên TikTok của tôi thật là các ông tôi quay cho các ông xem chẳng được nhìn nào bao giờ đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Bà đang bắt nền rồi này. Thôi để con củ hai con về con tạc ấy chơi. 2 triệu, đúng 2 triệu người khách quen. Thật. Bây giờ là đúng 2 triệu bà bán rồi. Ừ. Thấy chưa? Cho con một cái đẹp. Viên chung cháu giả giá bán được luôn, thấy chưa? Bắt tay chưa? Mất công bà mang khế cho mẹ ăn. Bà 500 cho bán được 5 triệu nhưng mà có mua được viên nào đâu mà bán được 5 triệu. Đây, cho mượn. Cái viên sapphire này này. Viên đẹp mà. Đấy, cái viên này thì sẽ gửi đi để cho những người thợ người ta tạc thành cái bức tượng. Đấy, để ví dụ là đeo cổ chẳng hạn này hoặc đeo thắt lưng. Như này ví dụ là tạc thành ông thần tài hoặc ông địa nhỉ. Đấy. Ừ, nói chung là anh cứ mua đi thì anh muốn tạc gì thì anh tạc. Tạc cái gì cũng được, cháu xoay dây nật chầu chiều kia mà xoay. Là khử. Tạc được á. Ok đấy. Cái màu nó cam phè lắm, nó không được. Đây 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 đây. Đá gần 1 kg rồi. Đẹp chưa? Cái viên này á? Ừ. Cái viên này giỏi lắm là 500 gram. À, 500 gram mà 5 lạng. 500. Em nhầm, đang nhầm. 500 gram mà 5 lạng. 1 triệu 2 là con thấy được giá lắm rồi đấy. 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu thôi. Ôi ôi, 1,5 triệu được giá rồi. Hớ rồi, chết rồi. Lại rồi. Trời ơi, chết rồi. Chết rồi. Đúng 2 triệu. Lại rồi. Mày mua cả 3 cái đi. Không, cái này con mua làm cái gì? Này, đấy, cái dê bán. Cái kia thôi. Cái đồ chất trôi này mua làm cái gì đâu. Quay, quay, quay. Cái kiểu mà củ khoai với cơm cháy này là không phải chủ của mình ơi. Thế bây giờ bà cả 3 cái thì bao nhiêu bà? 3 triệu. Không lựa được. 3 triệu rồi. Con bán lại cho bà cả 2 cái này 2,5 triệu nhá. Rồi cái kia 500. Không. Ừ. Hai cái 500 rồi. Không đùa nữa, cái đấy đúng 2 triệu. Cái này đẹp. Kia mới này. Mở nữa vẫn đúng 2 triệu. Bán gốc. Đây đưa 2 triệu cô trả lại. Không. Ui, giao lưu. Giao lưu đi. Không bán mà. Thôi, thôi, thôi. Đã bảo là người quen thì bán mà. Không. Thôi bán. Bán mà cô bán. Thôi rồi. Cho anh mỗi người 150. Bán đi. Sao không? Đã ra đấy. Đấy, bao nhiêu lần mới mua được hàng của bà ấy. Em bảo rồi. Mất là bây giờ là tiền tạc là sẽ mất nhiều hơn là tiền đá. Rồi, mất tạc khoai hàng. Tạc về. Đấy, Tùng với Mai xem đi, có sơi cái gì không? Tùng Mai xem đi, Tùng Mai xem lô này đi em. Tùng phúc chúc Mai đấy nhỉ. Ừ. Nghe thì đủ chưa? Không có cái gì vào chủng. Đấy, đấy xem em thích cái lô này này. Đấy, bữa nào mà xem. Cái này em xem rồi, cái này nó có màu hơn này mua được 10 triệu. Em sao? Phải xem nào đã. Mà thật ra con nói bà con mua cái này mua chơi ấy chứ. Không, cái viên của cái viên ý chóng mà tìm em viên thứ này. Hai giống nó là khó đấy, không có rồi. Làm gì có. Nếu mà giống là đúng nó bị sờ nhiều nó bóng à. Kia không được à? Ôm lên cháu, không xuống được. Xanh ấy. Không được bà. Con này tươi tươi nhưng mà con này mài ấy nhỉ, con này nó dạng hết rồi đâu. Không mài được. Con này mài sao được. Con này chỉ để trưng bày. Chả có cái gì, nói chung là hàng này không được gì. Không cắt được bác ạ. Đẹp nhưng mà nó nát lắm. Nát lắm. Đây đây gọi là đồng nát đúng hơn rồi đấy. Có tay mà. Nói chung là không vào mắt là không trả giá. Mỗi một người thợ thì người ta sẽ phù hợp với một cái chủng hàng khác nhau theo cái công việc mà người ta làm. Đấy, ví dụ như những cái mớ này mà nếu mà không cắt được thì người ta sẽ làm hàng tranh này. Có gì mày không chị ơi? Có gì mày không? Nguyên tắc là nếu mà không mua thì sẽ không trả giá. Chỉ khi nào mà thích mua thì mới dám trả giá thôi.
Hiện tại bây giờ thì vẫn còn đang sớm, thế nên là những người dân người ta vẫn chưa xuống núi. Ở đây chủ yếu là mọi người đều là những người thợ từ trên thị trấn xuống để tìm hàng và mua hàng. Có gì không? Có gì không? Mang xỉ về đây. Rồi, mọi người họ đã xuống núi rồi. Tùng này cần hàng gì? Em thì chủ yếu mua hàng si chất lượng cao, cắt được hoặc là ruby hàng cắt facet. Chắc là của mấy cái bạn khách Sri Lanka với Trung Quốc cái gì? Vâng đúng rồi, chủ yếu em bán cho khách bạn hàng quốc tế. Xem ông mới xuống có gì đây? Có cái gì mở bát được không? Si. Đấy đẹp. Đấy đấy, có cái cục này, đẹp đấy. Này là xỉ thôi. Đẹp bé quá. Có thể có cơ hội đổ thạch. Đấy, có miếng cái bé này. Có tí nẹp nẹp đấy. Đấy, cái này mới là màu cũng cái này màu hơn này. Khá ổn á. Màu đẹp á. Màu viên này vừa rồi. Viên này đẹp. Kiểu dâu này. Đẹp hơn. Màu đẹp. Có khoảng này à? Bạn mua khoảng này thôi. Hàng mở bát. Nó phải có những cái mắt nẹp như này thì mới có thể mở bát được mọi người nhé. Nhìn thấy được đá đó. Đổ thạch đấy. Hàng đổ thạch. Nhớ chồng nó có tô. Mà đi làm thì đúng rồi. Soi là biết rồi bác ạ. Đúng rồi, cứ phải chặt ra nhờ chú nhờ. Chặt ra. Cứ phải chặt ra thì mới biết được. Túi này bao nhiêu tiền về chú? 6 triệu. Ấy da. Đấy. 6 triệu gà. Để nó có hàng đẹp không? Ông có hàng đẹp không? Còn con muốn hàng đẹp cơ. Muốn hàng đẹp nhưng bán chỉ xong mới có. Bán chỉ xong mới có. Còn là phải mua được đá xấu thì mới có đá đẹp. Đấy. Vâng. Con trong ngó tí chú. Hả? Đâu đấy trong ngó tí, được cho cháu giao lưu luôn có gì đâu mà. Không. Đấy. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Vâng, chào chú. Thế anh em mình sang bên này nhỉ? Thế bên kia có cái gì to. Hắn mang ra đây rồi. Đâu hết rồi. Đâu, mấy bác kia có cái gì nào? Tắt rồi. 1 triệu nhá. Sao kiểu như là ăn xì đỏ. Hả? Cái màu này đẹp này. Ôi ơi, nuôi ra không có chết ngả. Chết ngả. Ngả. Mình cầm mỗi cục to này cho nó dễ. Đấy. Anh ơi, mấy trăm? 100. Ai vừa chủng nào lấy chủng đấy. Hai bà chuyên ở củ khoai với lại dép tổ ong với lại thơm cháy. À đấy là gọi là gì ta? Tinh thể thôi. Không có nào cắt được đẹp. Màu này đẹp đấy. Còn đẹp nẹp. Tinh thể thôi. Triệu bán không? Hết. Hả? Cắt được rồi. Hết giá. Đây là những cái này là xỉ si cái thứ này. Xỉ ruby này. Anh ơi. Xỉ đâu. Em cầm mỗi cục này cứ đi khắp sáu nơi anh cả. Đây. Anh nhá. Cái này nó có gì đâu anh. Hàng bày thôi. Hàng bày thôi. Bán cho em nhá. Thôi bán được rồi. Ôm về gì đó nặng chú. Đây cho thấy món có hai bà là chuyên cái hàng củ khoai này. Các bà chuyên cơm cháy. Chuyên cơm cháy củ khoai với rất tổ ong. 1 triệu rồi á. Ừ. Hàng bày mà. Được rồi đấy chú ạ. Cho bán giá. Cô giảm 1 triệu được á. 1 triệu là hợp lý. Bởi vì nó không có đây. Bán cho bà được rồi. Trời lạnh như sau mà cô ra bán đấy. Chú bảo. Thôi bán đi lần nào xuống bãi em mua hàng của đội. 1 triệu là thấy hợp lý rồi đấy chú ạ. À. 2 triệu đấy còn bảo là bán 2 triệu đấy chứ còn. Ôi trời. Kém một đồng không bán đấy. Thì có cái gì đâu nhìn thấy nó. Thế thì mua kiểu gì? Nó không có gì mới 2 triệu. Bảo ba lượt các bảo suy vào không mua. 2 triệu không lấy thì nhà mình bày đáng bày bày. Đập ra được. Cái này thì chỉ trưng bày thôi, cái này chẳng có gì. Ô tô đây, ô tô đâu mà đây. Đâu cái gì? Trưng bày thôi. Anh trưng bày. Có gì đâu. Có bán không anh? Ô tô cho đấy đấy. Thế anh nói lại là lần nào em mua hàng của đội đấy. 2 triệu thì bán. Không 2 triệu thì không được đâu. Ai mua là 2 triệu cả. Không được thì cho. Mình làm quen với nhau nhiều lần rồi bây giờ. Chưa được quen lần nào ấy. Để mà mua để bên trước em chẳng mua của bọn anh đây. Chẳng mua. Đấy bọn em còn không ai bán theo đường bây giờ đấy. Còn mang về nhà. Tùng nhìn cái món này lắc đầu.
Bạn này chỉ có dành cho hai chị. Ôi, những viên còn phải ném nước ao thì bắt đầu mới vớt lên bán đây. Hai chị đẹp là nhìn thấy hàng này là mắt rất là tươi tỉnh. Đúng rồi. Đúng ao cái viên vừa rồi, bao năm chẳng ném nước ao đi à. Thợ nhiều quá đi. Không bán được. Đấy cái viên đầu năm đây chẳng ném nước ao đi à. Thôi em giải thêm một tí nữa, xong là anh nên xuống. Bà không lên được đâu, không mấy đâu. Bán cho em rồi còn để thông cái nô kia cho nó xong. Nói giá bán là giá bán chứ còn. Khiếp đằng kia qua hàng rất là tốt mà mỗi cái nó không độ lỏng được. À ở màu nó màu hồng cái hàng đấy. Ai biết được nó ở trong nó sao? Khối để đập ra cái đâu trong nó nhân ra luôn. Không thể biết được. Viên này làm sao mà đập được? Đập màu. Em mua em thấy nó đấy. Mua để làm tinh thể thôi. Nó chẳng đập gì. Bỏ nó thích nó đâu đấy. Là đỏ da là chết tiệt. Ném phát ra đây. Cái này cũng có đỏ. Thối. Đằng trong là nó có đằng này là đằng ngậm mấy hết rồi. Thôi lên xuống em mua tí hết rồi. Bên này là ngậm hết rồi, tí nhá. Mỏng tí này cho thôi. Cho con chiêm ngưỡng lại cái vẻ đẹp của viên đá quý này nè. Anh nói lại đi. Không nói đâu mà, nói ra bán. Thế em thêm một tí nữa anh có bán không? Không bán. Kém 100 cũng không bán. Thế thì mua kiểu gì? Người ta nói ra bán thì có phải là nói thách gì đâu. Nói thách người ta phải hô đến nặng 5 triệu đúng không? Nhưng mà nó phải bán theo giá trị của viên hàng ấy, nó chẳng có gì. Nó giá trị của nó, viên hàng của nó chỉ là 2 triệu bán thôi. Bán ở bên kia, vừa bán ở bên kia, mua tốt bên này, lấy tiền. Chứ không phải là nó... nó tiền nào của đấy, đá nào nó cũng lên tiền. Thôi mỗi người lên xuống một tí. Không được. Có phải của mình... Thế mà ai nói thế bằng ý mà bán được bằng ý đâu. Nói ra bán là nhà bán luôn, còn không có... Lần nào đội xuống em cũng mua mà. Anh Hằng. Không được đâu, không biết đổi rồi. Bên kia có gì đấy kìa. Ừ. Đội bây giờ bốn. Sao mà kia nhỉ? Tự nhiên rồi. Không kém một bán mà. Cái túi nhỏ nhỏ đập rồi. Nhiều nhân đấy. Có gì đây? Trần của người ta này. Đấy, cái túi nhỏ nhỏ đấy. Thế không được nhiều. Mai chứ sao? Cái gì kia đâu thì không tiền đâu mà. Ảo luôn anh ơi. Anh Hằng với em bán cái đồ anh rồi. Quay. Cả đội thống nhất 2 triệu bỏ. 2 triệu làm sao mà mua được cái cục này? Em đang kiếm xem có gì. Tím tím rồi. Em còn mua màu đỏ hết từ trước đến giờ mà. Được, chỗ này mà em thêm 200 nữa. Khoảng 10 triệu thì được đấy. Thôi, thì triệu mấy thì bán nào để tính cả túi này anh tính bao nhiêu? Dễ. Tất tất mà nó 5 triệu. 5 triệu tất túi này á? Nhưng mà em có đùa đâu. 5 triệu là nhưng mà bên này nhân á. Bên này nó nhìn màu nó còn đẹp đẹp tí nó có mắt. Bác này cất từ nãy rồi ấy, bác không muốn cho mọi người xem ấy. Đã đẹp mà em. Màu bên này. Nhưng mà không có nhưng mà nó không đẹp không có mắt. Ừ đúng rồi. Nó đẹp nó rất là nhỏ. Nó không đẹp. Cái này không đổ thạch được đâu, đổ thạch là chết hết. Vỡ mộng đấy. Viên này thật ra mắt là em sáng, mắt em màu thì màu thì được nhưng theo anh viên này không có gì. Bởi vì cái viên này mắt nó rất là nhỏ, soi không có chỗ nào hút được đèn đúng không? Nó phải soi và nó hút được một cái cục kia đấy. Đúng 2 triệu. Đúng 2 triệu không thiếu đồng nào. À, thế cuối cùng là chốt không bớt được một đồng nào luôn. Đúng 2 triệu. Bây giờ 2 triệu rưỡi bán không? Thích ở đây. Thích rồi đấy. Thích rồi đấy. Nó còn ít thôi. Nó xem mà. Em nó xem chỉ 1 phút mốt quay ra bà đã có 5 lít. Trong hàng này nó cũng không phải là số quá đâu. Quá ai? Đúng viên này đâu. Viên này thì chờ bày chơi được bày chơi thôi. Đây là cảnh luôn, bán luôn được. Anh sắp. Được. Đá về đấy. Bên này là cái cảnh. Ba lô. Mua bao tiền? Còn ai yêu thích hàng Ruby thì về. Vừa mua đây á? Ừ. À đây á. Vừa mua này. Mua bao tiền Thùy? Cháu có biết đâu, nó mua xong rồi cháu vừa thấy nó đang ở đây. Chắc mua được rẻ rồi. Ý. Cho nó bây giờ bán bao nhiêu? Giá bán là 20. Giạt quá. À giạt là giạt vàng. Để giạt Ruby đúng không? Bên này 2,7 cắt thì chắc được khoảng 1,5. À mà 20 triệu màu này khó nhở. Lấy màu này sao ăn được, màu Khánh Hòa. Khánh Hòa ngon hơn đi anh, đẹp hơn. Tùy Khánh Hòa tùy bãi nha. Bãi lính này màu đẹp lắm. Lính màu đẹp lắm. Lính là màu đẹp, ok. Màu đẹp vẫn là đẹp. Đúng rồi, màu đẹp. Khánh Hòa mà Khánh Hòa nhiều viên cũng nhiều ấy cũng đẹp. Khánh Hòa mà nhiều màu đẹp lắm. Khánh Hòa bãi màu cũng đỉnh. Đỉnh gì, trong túi anh cầm một đống Khánh Hòa này, anh nhìn biết mà. 20. Chụp cao quá. Chủng thì kể ra là cũng vào chủng rồi nhưng mà giá hơi sai. Giá cao quá. Giá đang xa quá, chưa bắt được.
nó bị một phát kia, nhưng mà lái ra sườn rồi. Cắt thì vẫn thấy mấy vết rạn mà ở giữa lận mà. Anh nhìn này, rạn hết vào viên đá này, thấy chưa? Ở giữa viên đá này. Nó đâu có lành tít đâu, rạn mà. Thì tí nó lại đòn mấy chỗ. Lành tít bán giỏi chắc được khoảng 800 đô một ca. Nếu mà bán giỏi á. Ừ. Đấy là quả thuộc dạng là siêu xa bán á. 800 đô. Ừ, mà cái viên này bao nhiêu? Cắt được 1,5 ca. Thì bán giỏi được khoảng 1,2. Đấy là gọi là lành tít. Ừ. Mà gọi là bán cho khách nước ngoài qua đó. Lành tít gặp khách bán tới khách nước ngoài thì nói bán tiêu dùng nó tùy mà. Ừ thì đấy thì tùy, nhưng mà nó cũng không lành tít. Thì vẫn bán được 30 đấy. Thôi cứ lựa giả bác ấy. Kìa thợ đang xuống nhiều lắm kìa. Đông xăm của bán thôi. 20 triệu 2,7. Khó quá. Chả thấp quá thì kỳ mà mà cao quá thì lại lỗ. Anh cứ tính cho anh hợp lý. Mai cho anh xem lại được không? Mai trời nắng. Nếu mà em chưa bán. Ừ. Anh muốn xem trời nắng nó như thế nào. Ừ. Chị Thúy mua chỗ này đi. Đang ô tô ấy chứ. Anh ơi cho anh hô giá cao thế. Cao đâu mà cao chứ, giá bao nhiêu cứ giá là anh có lấy hết. Kể cả cô giá anh 1 triệu anh còn giá hàng cho cô khoảng 200-300 nữa. Yeah. À thì giờ em được ưu tiên đúng không? Anh bảo rồi cứ mua giảm mạnh tay vào. Em được ưu tiên. Ôi sao để đi móc túi người ta. Hàng đẹp, hàng đẹp bây giờ đang ở trong này. Bây giờ mới chửi ra này. Anh cho em xem rồi nhá. Đấy hàng đẹp đấy. Chị móc túi thế này. Ba tiền cái chị. Anh không tự moi ra là cởi quần bây giờ. Đây cứ làm chơi nhá. Mọi người mua hàng đẹp hết rồi, tôi mua cái xỉ này cho được cái quần này. Mê cái thằng à. Đấy đấy, thấy chưa, móc cái là điện thoại kêu ngay, chị chết dở rồi. Bây giờ anh tự cởi hay để chị em cởi? Bảo 2 triệu ấy. Mà có bản này này. 2 triệu chỗ này quá. Ơ, ui nhìn viên đẹp lắm. Không. Cô thêm hả? Áo mà nóng coi nào. Áo mà nóng coi nào. Áo mà nóng coi. Chị Thúy. Anh. Áo mà hỏi chị Thúy coi nè. Anh có hàng đẹp đấy, nhưng mà anh cất trong túi quần á. Chị cứ bóp bóp một tí nữa anh lòi ra hết rồi. Cứ tham mà ca lò. Cuối cùng là hóa ra là cái viên đấy là anh bán 20 triệu trên bãi rồi á. Đấy. Bận tâm khoảng độ 50k. Hôm nay là được 20 triệu đấy, tươi lắm. Đúc tay túi quần là tự tin hơn hẳn. Mọi người thấy mua đá ở đây cái đông vui không? Người dân đi xuống, thợ đi lên, hẹn nhau ở giữa ngã ba đường. Xong là những cái hàng này sau khi mà mua bán xong ấy là người ta sẽ mang ra ngoài chợ, người bán hàng thô, người chế tác. Okay. Viên đấy xong rồi. Viên đấy xong rồi. 10 triệu. Tùng chậm chân chậm tay và cái là mất luôn. Ừ, cũng không sao. Đấy mọi người thấy không? Mua đá thì ngoài vấn đề là phải mang theo tiền thì cũng còn phải có duyên nữa, chứ không phải là cứ đi mà đã mua được đâu. Săn được một viên hàng đẹp nó cũng rất là vất vả đấy. Nói chung là mình quan trọng là mình thích là một chuyện và hợp lý là một chuyện nữa. Ừ. Chứ không phải là cứ nhìn thích là mình có thể mua được ngay được. Ừ. Hôm nay đi chơi đi quay là chủ yếu thôi. Hai anh em đi săn hàng nhưng mà có mỗi mình là mua được một cái viên sapphire như này về để tạc mặt Phật. Với còn Tùng hôm nay là chậm chân nên là không mua được cái viên đá kia. Nói chung là chúc mừng anh Trung nhé. Không sao cả. Nó có một cái gì đó nó hay hay. Nó được rồi. Ok.